tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Our God and the God of our fathers, raise up this child to his father and mother, and let his name be called in Israel Zacharias, the son of Zacharias. Not so. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không, phải đặt tên cháu là Gioan. Not so. But he should be called John. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng có ai tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Blessed be the Lord God of Israel. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viếng thăm cứu chuộc dân người. Từ dòng dõi trung thần David, người đã cho xuất hiện vị cứu tinh quyền thế để giúp ta, như người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa từ ngày xưa, sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hành ghen ghét, sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước. Chúa đã thề với tổ phụ Abraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan người mà phụng thờ người suốt cả đời ta. Hài nhi hỡi, con sẽ mang tức hiệu là ngôn sứ của đấng tối cao. Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho người, bảo cho dân Chúa biết người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khi Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho vầng đông tự chốn cao vời đến thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.